mẹ ơi. Trời ơi lạ trời má nữa mà chạy xe kiểu gì vậy trời. Có sao không? Gái rồi. Cẩn thận rồi dập trái luôn. Má nó mà có vỏ sao không gọi đúng không cái vỏ. Trời ơi lạ trời má nó mà chạy xe kiểu gì vậy mo. Mày chạy đàng hoàng bình thường không được hay gì mo. Ờ là mình ốc độ. Đâm tao ký vô đầu bây giờ thánh thẳng là trời hên lỡ trong mày. Thấy ngoài ha là mày thấy mẹ mày rồi, xe nó cán mày luôn rồi. Rồi có sao không? Không sao. Không sao tao thấy cái giò mày gọi luôn rồi, thấy chứng chết được luôn rồi kìa. Giò cứng luôn rồi. Còn cái gì á? Má nó, tao nói mày vậy ha. Đợi nó vậy coi, đợi nó vậy coi. Nó ngồi vậy không được rồi. Nó chạy đâu, từ đó kìa nó quay đây nè, nó đâm đầu vô đây cái đùng luôn. Má sao nó ăn gì ngu cái đường này không chạy chạy trong đó trời. Ừ má nó tao vừa trong nhà kìa vừa ra nghe cái đùng hết hồn hết trơn đau quá nó trúng cái dưới kìa mày không đỡ lên nó chạy lên cổ tao sợ là cái giò nó bị gãy nó nhìn nè má chết rồi chết rồi tao không giúp chết được được không được cứ nhắc luôn rồi giờ sao vậy má lại mới té xuống cái ngoại tử này đâu được thì mới vậy nhưng mà giờ sao mày coi nó kỹ là nó coi nó có sao không nè nè đâu là nhúng nhích rồi không có được má nó nhúng nhích giò không được luôn rồi kìa má giờ chở nó đi đi chứ giờ sao vậy chở đi giờ cũng không có gì đâu giờ mình chỉ có môn là chụp hình cái giò đó thì đúng rồi bây giờ mày chụp hình đi bây giờ chụp hình con giò đó phải không lôi đi chụp hình đi má nó kìa nó dậy đúng rồi kìa mình dậy ở đâu mày là kia kìa mình dậy ở đâu mày mày mẻo với trời khi ngu với trời mày chứ ai tại mày chứ tại ai cái giò nó đang thù lùi luôn rồi xanh lè hết trơn rồi kìa má nó ginh thì ginh không nổi nó mẹ ginh không nổi đi tướng bự con như con dâu vậy đó ginh hẳn chút xíu không nổi nó dãy luôn rồi kìa xong luôn rồi tao nghĩ chắc khi này chở đi không kịp đâu sao không kịp lấy cái ghế là cho nó ngồi trước đi thôi cha ginh đi cha ơi cha ngồi đó cho nó hoài cha lẻ hoài ừ làm lẻ đi rồi nhá là cái ông bây giờ nhảy vô đây nè còn mày dịnh nó coi rồi rồi tao đặt chân tao chụp hình chụp hình này đó rồi tao chụp hình đó chụp hình rồi tao cái nữa đi thằng này dở giò cao lên tới cái giò nào gãy đây rồi dở lên mình chụp lên dở lên chụp hai ba rồi quá đẹp xong rồi đó.